Hollywood xưa nay có nhiều cặp đôi hợp rồi tan, nhiều bê bối ngoại tình, khiến đa phần khán giả cho rằng hôn nhân và tình yêu ở nền công nghiệp này sẽ chẳng bao giờ bền chặt. Tuy nhiên, vẫn còn đó những cặp đôi đã ở bên nhau một thời gian dài với chuyện tình đẹp như cổ tích. Sau đây là những cuộc hôn nhân, những tình yêu đã giúp củng cố niềm tin về sự thủy chung ở Hollywood. Amy Adams gặp chồng Darren tại một lớp học diễn xuất vào năm 2001. Khi ấy, nàng Gacy đang cần cải thiện kỹ năng của bản thân. Năm 2002, họ chính thức hẹn hò và mối quan hệ ấy kéo dài đến 13 năm sau. Họ bắt đầu một chương mới trong cuộc sống bằng một đám cưới riêng tư bên bạn bè và người thân vào năm 2015. Nàng thơ Kira và James gặp nhau trong một bữa tiệc của bạn bè và bắt đầu hẹn hò vào năm 2011, sau đó kết hôn vào năm 2013. Theo lời Kira chia sẻ với tờ Guardian, chồng cô là một người sẽ tỏa sáng ở bất cứ nơi nào, còn cô lại là kiểu người hay thu mình lặng lẽ ở một góc nhỏ. Có vẻ sự đối lập ấy chính là điều khiến họ bị hút về phía nhau. Adam gặp Annie lần đầu tại liên hoan phim Palm Springs Film Festival vào năm 2008. Thời điểm ấy, Annie vừa chia tay bạn trai trước đó được 5 tháng. Trong một cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar vào năm 2013, Annie kể rằng ngay giây phút đầu gặp gỡ, cô đã biết anh chính là tình yêu của đời mình. Cặp đôi sau đó kết hôn vào năm 2012, có với nhau 2 con trai và vẫn sống hạnh phúc bên nhau đến hiện tại. Ryan và Blake lần đầu gặp nhau khi cả hai hợp tác trong bộ phim Free Brighton và trở thành bạn bè thân thiết. Cả hai đã chính thức hẹn hò vào tháng 10 năm 2011, sau đó kết hôn vào năm 2012 và có 3 con gái. Blake và Ryan nổi tiếng là cặp vợ chồng hài hước, hay dìm hàng nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng có không thiếu khoảnh khắc tình tứ khiến hội độc thân ngưỡng mộ. Nàng thơ của bom tấn xác ướp Ai Cập và chàng điệp viên 007 gặp nhau lần đầu vào năm 1994 khi cùng tham gia vào một vở kịch. Sau một thời gian dài, mỗi người sống một cuộc sống riêng, không giữ liên lạc với nhau mấy, cả hai đã vô tình tái ngộ trên phim trường Blumhouse năm 2010. Họ bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2010 và kết hôn vào năm 2011. Trước khi Rachel, Daniel từng là một trong những nam diễn viên đào hoa bậc nhất của Hollywood. Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này rất kín tiếng trong hôn nhân. Theo Rachel, đây là một cách để họ bảo vệ gia đình của mình. Năm 2011, Paul và Jennifer gặp nhau khi hợp tác trong bộ phim A Beautiful Mind. Theo lời của cả hai chia sẻ, Jennifer bị đánh cắp trái tim bởi tài năng âm nhạc của Paul, còn chàng tài tử Marvel thì rung động bởi vẻ đẹp của nàng nữ thần. Nhưng cả hai chưa từng hẹn hò với nhau lần nào và chỉ giữ mối quan hệ bạn bè cho đến ngày xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng 11 tháng 9 năm 2001. Paul kể rằng anh đã cảm thấy rất lo lắng cho Jennifer và lúc đó anh nhận ra mình đã yêu. Mất 2 ngày trời, Paul mới liên lạc được với cô nàng và anh đã cầu hôn cô qua điện thoại ngay lúc ấy. Jennifer nhận lời cầu hôn và rồi họ về với nhau. Đến đầu năm 2003, cả hai chính thức kết hôn và vẫn hạnh phúc đến tận hôm nay. Cặp đôi cách nhau 25 tuổi này lần đầu gặp nhau vào năm 1998 tại một liên hoan phim. Michael đã kiên trì theo đuổi nữ diễn viên một thời gian trước khi cô siêu lòng. Năm 2000, họ kết hôn và chứng minh cho thế giới thấy tuổi tác chỉ là một con số. Cuộc hôn nhân của họ vẫn bền vững dù trải qua hơn 2 thập kỷ. Từ bao đời nay, người ta vẫn truyền miệng nhau rằng giới giải trí là nơi phức tạp và ở đó sẽ không có tình yêu đích thực hay bền vững nào. Nhưng những cặp đôi vừa trên đã chứng minh rằng vẫn có không ít những mối tình thủy chung. Hy vọng gia đình họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau và mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ còn thấy được nhiều tình yêu như thế nữa trong giới giải trí. Nút like, share và subscribe kênh Trạm Phim Châu Á để cập nhật thêm thông tin nhé mọi người.